Hello, I am Jamada, and I am the teacher for the CK8 class. À, xin chào phụ huynh, đây là cô Jamada, là giáo viên của bé Bảo Huy ở lớp CK8, và em là Thùy Dung, là trợ giảng trực tiếp của bé. Ivan has been a delight to have in class. He is a very outgoing, confident student, which takes him far in his speaking. Cô nhận xét là dạy ở trên lớp thì Bảo Huy là một bé rất là dễ gần và bên cạnh đó là bé rất là tự tin khi mà giao tiếp thì điều đó khiến cho khả năng nói của bé vượt tiến xa hơn rất nhiều. He got a perfect score on his test and this shows his strength in all other areas as well. Trong bài kiểm tra của khóa vừa rồi thì bé đã có một số điểm rất là tuyệt vời và cái điều này cho thấy được là cái thế mạnh của bé trong tất cả các kỹ năng. He is a very bright student and always eager to participate in activities and put into practice all his knowledge. Bé rất là thông minh và luôn luôn là hăng hái khi tham gia các hoạt động trong lớp. Bên cạnh đó thì bé luôn luôn luyện tập những cái vốn từ vựng của mình. Congratulations and wonderful work. Cô cũng chúc mừng và muốn bé cố gắng hơn trong cái việc học tiếng Anh của mình. Xin cảm ơn phụ huynh.